Chúng em sẽ cùng cô qua dạng thứ hai, đó là xác định tính chẵn lẻ của hàm số. Câu A, y bằng x cột 3x. B, y bằng 1 cộng cột x chia 1 trừ cột x. Câu C, y bằng x mũ 3 sin 2x. Câu D, y bằng x mũ 3 trừ sin x chia cột 2x. Rồi, thế thì chúng ta sẽ nhớ lại cái phương pháp để tìm tính chẵn lẻ của hàm số là như thế nào. Phương pháp. Rồi, thứ nhất là các bạn cho hàm số y bằng f(x) xác định trên đề. Y bằng f(x) xác định trên đề. Rồi. Thế thì ta có này, với mọi x thuộc d, trừ x cũng thuộc d và f của trừ x là bằng f(x). Thì kéo theo là gì? Hàm số f(x) này là hàm số gì? Chẵn. Còn nếu với mọi x thuộc d, trừ x cũng thuộc d và f của trừ x mà bằng trừ f(x) thì bạn sẽ kéo theo là hàm số f(x) này là hàm số lẻ. Rồi, như vậy chúng ta sẽ bắt đầu giải. Câu A, y bằng f(x) bằng x cột 3x. Như vậy d của em là bằng gì nào? Nhìn vào không có mẫu, không có căn, d bằng r. Rồi, tiếp, với mọi x thuộc d, chắc chắn trừ x cũng thuộc d, r tập lớn nhất rồi. Được chưa? Rồi, tiếp theo là gì? Bằng xét là gì? F của trừ x là bằng trừ x nhân cốt 3 trừ x. Đó, cô để như thế này các em dễ nhìn. Rồi, thế như vậy là bằng gì nào? Trừ x cốt trừ 3 x. Đó, theo công thức là bằng gì? Cốt của trừ alpha thì sẽ bằng cốt alpha. Vậy thì chỗ này là bằng trừ x cốt 3 x. Như vậy là bằng trừ f x. Kết luận sao các em? Vậy hàm số y bằng x cột 3 x là hàm số lẻ. Câu B, f(x) 1 cộng cột x chia 1 trừ cột x. Cái này điều kiện là gì nào? Có mẫu đúng không? 1 trừ cột x khác không? Tương đương. Cột x khác 1. Khác 1 như vậy là khác điểm A. Khác điểm A như vậy là x sẽ khác là gì? K 2 pi K thuộc Z. Thế bây giờ để cho dễ hình dung, cô vẽ cái trục này ra một xí để các bạn hiểu được là khác K2P là khác như thế nào. K bằng 0 thì khác điểm 0. K bằng 1 là 2P. K bằng 2 là bằng 4P. K bằng 3 là bằng 6P. K bằng trừ 1 là bằng trừ 2P. K bằng trừ 2 trừ 4P. Trừ 3 trừ 6P. Như vậy là khác các định này. Các em hiểu chưa? Đó, khác các định này. Loại các định này. Còn lại là chúng ta lấy hết. Đó. Đúng không? Bạn hiểu chưa? Rồi, con nữa. Cao thực kẹt. Rồi. Như vậy tập xác định này. D bằng gì? R. Hiệu K2P. K thuộc Z. Với mọi x thuộc D thì trừ x cũng thuộc D và f của trừ x là bằng 1 cộng cốt trừ x chia cho 1 trừ cốt trừ x bằng gì nào? 1 cộng cốt x chia 1 trừ cốt x bằng f
Vậy thì ta kết nối sao của lớp này? Vậy hàm số đã cho là gì? Là hàm số gì? Chẵn. Hàm số chẵn. Câu C. Câu C. Y bằng x mũ 3 nhân sin 2x. Cô đặt cái này là hàm số fx luôn. Bạn có thể đặt gx được. Gx hả? X gì được. Rồi. Thế thì sao? D của chúng ta là bằng R. Do đó, với mọi x thuộc D, bạn sẽ kéo theo được là trừ x cũng thuộc D. Và f của trừ x là bằng trừ x mũ 3 nhân với sin 2 trừ x. Rồi, thế như vậy các bạn nhớ này, sin 2 trừ x là bằng sin. Có việc là cái này, trừ x mũ 3 nhân với sin trừ 2 x. Mà trừ 2 x là bằng gì? Sin 2 x. Như vậy kết quả chỗ này là dấu cộng. Cả này là bằng gì lại? F x. Vậy thì ta có sao? Vậy hàm số y bằng x mũ 3 nhân sin 2 x là hàm số gì ấy? Chẵn. Được chưa nào? Rồi câu của D. Của D. Y bằng gx. Mình đặt g đi. X mũ 3 trừ sin x. Chia. Cốt 2x. Cốt 2x. Rồi, như vậy đầu tiên là cô tìm điều kiện, xác định điều kiện là gì? Cốt 2x phải khác không? Cốt 2x khác không, như vậy là khác hai định b và b phẩy. Như vậy kết hợp lại hai định đó chính là pi trên 2 cộng với các pi. Các thuộc z. Bạn chia 2 2 vế. Các thuộc z. Bạn có được d bằng r hiệu pi trên 4 cộng các pi trên 2. Các thuộc z. Rồi. Với mọi x thuộc d. Thì trừ x cũng thuộc d. Cái này là phải cẩn thận nhé. Không phải lúc nào với mỗi thuộc d cũng trừ x cũng thuộc d đâu. Nhưng cái này các em cẩn thận. Cái này vì 4 điểm này là 4 điểm khi mà cá pin 2 là nó tạo thành, nó tạo trên đường thanh trên đường tròn lượng giả của các em là một kỹ. Bốn định tạo thành tứ giác đều, đều đều là tức là hình đúa. Cô nói nôm na là đi này. Mày. Đó, đường tròn lượng giả của em là đi. Đi nhá. Đó, bốn định đi này. Đây. Khác bốn định đi này, pin bốn này. Đi này. Đó. Nó đối xứng với nhau. Bởi vì nó đối xứng với nhau cho nên là nó sẽ tồn tại các cái điểm đối xứng x với trừ x. Rồi mình khác bốn định đi. Và g của trừ x là bằng trừ x mũ 3 trừ sin trừ x chia cốt 2 trừ x. Kết quả cho em là bằng gì nào? Trừ x mũ 3 cộng sin x. Còn dưới này là cốt đối. Nên cốt 2x. Kết quả là bằng trừ gx. Do đó, suy ra, vậy hàm số gx là hàm số lẻ.